Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, khi yêu không ai có thể nói trước được điều gì cả. Tình yêu luôn khiến cho lý trí của con người trở nên mù quáng. Mình đã rất băn khoăn, không biết có nên đưa câu chuyện này để chia sẻ với các bạn hay không. Mặc dù là có sự đồng ý. Một câu chuyện mà mình nghĩ chỉ có trong phim thôi các bạn ạ. Nó không những khiến cho người trong cuộc cảm thấy cắn rứt, mà ngay cả bản thân mình khi đọc thư của bạn nữ giấu tên cũng có những cảm xúc rất là khó tả. Xin mời các bạn cùng lắng nghe một tâm sự của một bạn gái đã gửi tới cho mình nhé. Em chào chị, em đã xem nhiều video của chị. Hôm nay em mạnh dạn tâm sự với chị câu chuyện của cá nhân em. Mong chị tư vấn giúp em nên phải làm gì. Em lấy chồng được 2 năm rưỡi rồi chị ạ. Và có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Nhưng cháu bé không phải là con của chồng em hiện tại. Em cũng chỉ mới biết được câu chuyện này thôi chị ạ. Trước khi đến với chồng em thì em có yêu một anh làm cùng công ty. Vì quê anh ấy ở xa, lại do hoàn cảnh gia đình nên em bị bố mẹ ngăn cấm. Em không dám trái lời bố mẹ nên đã chia tay anh ấy, cho dù em yêu anh ấy rất nhiều. Sau khi chia tay, chúng em thi thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Chia tay được khoảng 3 tháng thì em cũng lấy chồng theo sự giới thiệu của người thân và sự sắp đặt của bố mẹ. Chồng em là người cùng huyện, hơn em nhiều tuổi. Sự việc xảy ra vào đêm trước ngày em lên xe hoa về nhà chồng chị ạ. Chiều hôm đó, gia đình em có làm tiệc mừng. Em mời bạn bè ở công ty mới và một số người ở công ty cũ. Vì sau khi chia tay thì em cũng xin sang công ty khác nên em chỉ mời vài người chơi thân ở công ty cũ. Đến gần tối hôm đó, mấy người ở công ty cũ mới đến và em thực sự bất ngờ vì trong số đó có bạn trai cũ của em. Mặc dù trước đó em không mời anh ấy đến. Sự xuất hiện của anh ấy làm em rất ngại. Trong nhà em, một số người quen mặt anh ấy cũng bàn ra tán vào. Nhưng anh ấy thì rất vui vẻ. Mọi người ăn uống đến 9 giờ tối mới đứng dậy ra về. Khi em tiễn mọi người ra xe, anh ấy cũng chỉ nói chúc mừng em mà thôi. Lúc này em thấy anh ấy rất buồn và uống nhiều rượu. Em tiếp bạn bè đến hơn 10 giờ. Do chiều tiếp khách uống nhiều rượu nên em đi lên phòng định ngủ sớm. Khi vừa nằm xuống giường thì điện thoại có tin nhắn. Em mở xem thì là tin của bạn trai cũ. Anh ấy nhắn, hôm nay anh ấy rất buồn và rất nhớ em. Đọc tin của anh ấy, em không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng em quyết định xóa tin và không nhắn lại. Nhưng khi em vừa xóa tin đi thì lại có tin nhắn mới. Anh ấy nói, do uống say nên không về nhà trọ mà vào một nhà nghỉ ở thị trấn, cách nhà em khoảng 4 cây số. Em vừa đọc xong tin nhắn này thì anh ấy gọi đến. Em nghe máy và chúng em nói chuyện vài phút. Anh ấy muốn được gặp em một lần trước khi em thuộc về người khác. Em từ chối anh ấy, nhưng anh ấy khóc và liên tục van nài xin em cho anh ấy một cơ hội. Không biết lúc đấy em nghĩ gì, nhưng em đã đồng ý chị ạ. Em mặc quần áo vào rồi lấy xe máy đi ra cái nhà nghỉ mà anh ấy đã cho địa chỉ ở thị trấn. Khi gặp nhau, cả hai đã không kìm nén được cảm xúc. Chuyện gì đến cũng đến. Đêm đó, em đã trao cho anh ấy tất cả. Đến hơn 2 giờ sáng thì em mới trở về nhà và 10 giờ thì lên xe hoa về nhà chồng. 2 tháng sau đám cưới thì em biết mình mang thai và sau đó thì sinh ra một bé trai. Chị ạ, suốt nửa năm nay em sống trong nỗi sợ hãi. Đứa bé không hề giống chồng em, không phải con anh ấy mà là con của người yêu cũ. Cho đến nay gia đình chồng vẫn chưa biết được sự thật, chỉ mình em biết bí mật kinh khủng này. Chị ạ, em biết sự thật này sớm muộn rồi cũng bại lộ. Chồng em hiện tại rất yêu em, rất tốt với em. Nhưng chính vì điều đó, em càng cảm thấy tội lỗi, ân hận và sợ hãi. Em không biết phải làm gì lúc này chị ạ. Em thực sự không có can đảm
để nói ra sự thật và xin chồng, gia đình hai bên tha thứ. Chị có thể cho em một lời khuyên được không? Em cảm ơn chị. Chúc chị mạnh khỏe, may mắn chị nhé. Các bạn đã nghe xong câu chuyện khá dài phải không ạ? Một câu chuyện để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Thậm chí là đến lúc này, mình cũng không biết phải đưa ra lời khuyên gì cho bạn. Bạn gái thân mến, trước hết, mình thông cảm với hoàn cảnh của bạn lúc này. Nhưng mà quá khứ thì cũng đã là quá khứ. Bạn không thể quay ngược trở lại cái buổi tối hôm đó để kiên quyết từ chối yêu cầu của bạn trai cũ, đúng không ạ? Vì thế quan trọng là bây giờ bạn phải bình tĩnh và chăm sóc tốt cho cháu bé cùng gia đình nhà chồng. Đây là điều đương nhiên rồi, phải không bạn? Và như mình đã nói, tình yêu thì luôn mù quáng. Trong trường hợp của bạn thì không chỉ là sự mù quáng mà nó có sự bồng bột, dại dột của người phụ nữ. Mình không có ý trách bạn, mà mình chỉ đang nói chung về tính cách của phụ nữ chúng mình, là một cái điều khách quan mà thôi. Trước hết, bản thân mình nghĩ đây là một sự lừa dối mà khó có người đàn ông nào, dù họ có bao dung đến mấy cũng khó mà bỏ qua được. Chồng bạn hiện tại rất tốt, rất yêu bạn, nhưng nếu anh ta biết được sự thật này thì liệu anh ấy có chịu đựng được không? Có còn tôn trọng và duy trì cái tình cảm hiện tại mà anh ấy dành cho bạn không? Điều đó không ai biết được, đúng không ạ? Và khi nói ra sự thật này thì bạn phải xác định rằng không chỉ có người lớn đau khổ mà đứa bé cũng rất thiệt thòi. Nó còn quá nhỏ và nó cũng không có lỗi gì cả trong chuyện này. Tuy nhiên, không phải vì những cái điều này mà bạn chôn giấu sự thật. Và chưa chắc rằng bạn có thể giấu được. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ bị bại lộ. Lúc đó sẽ còn thảm hại hơn nhiều. Bước đi như thế nào là quyết định của bạn. Mình đưa một số cảnh báo có thể xảy ra và cũng có một số cái lời khuyên cho bạn. Theo mình ý, sự thật này không thể không nói với người chồng hiện tại của bạn. Bạn không thể lừa dối họ, bởi vì làm như thế, bạn cũng chẳng thể thoải mái hơn, vui vẻ được. Cuộc sống còn khá dài và bạn sẽ phải đối mặt với những cái day dứt khi mà phải giấu kín sự thật ở trong lòng. Tuy nhiên, thời điểm nào nói ra sự thật và nói như thế nào thì bạn phải là người quyết định và cân nhắc. Mình nghĩ không phải ngay từ bây giờ, nhưng cũng đừng để quá muộn. Điều thứ hai là hãy dành thời gian chăm sóc thật tốt cho gia đình, cho chồng con. Hãy dành tất cả tình yêu thương của bạn cho chồng, cho con. Hãy đền đáp xứng đáng và chân thành cho những tình cảm mà chồng bạn đã và đang dành cho bạn. Đây cũng là một cái hy vọng để biết đâu khi mà biết được sự thật thì anh ấy có thể tha thứ cho bạn. Và một điều bạn không thể không làm đó là chuẩn bị cho một tương lai đầy rủi ro phía trước. Bạn phải chuẩn bị những gì? Thứ nhất là chuẩn bị tâm lý. Rõ ràng bạn nhận thức được rằng bạn là người có lỗi và bạn không thể yêu cầu người khác tha thứ cho bạn khi mà họ không đồng ý, đúng không ạ? Vì vậy, bạn phải có tâm lý tốt trong trường hợp điều kiện xấu nhất xảy ra. Thứ hai là chuẩn bị cho một cuộc sống đầy những bất lợi có thể xảy đến trong tương lai gần đối với bạn. Bạn phải có một công việc ổn định. Bạn phải đảm bảo một phần kinh tế ổn định. Nói chung ý, bạn phải sẵn sàng để tự đứng vững trên hai chân của mình. Đây là điều rất quan trọng mà bạn phải chú ý. Và cái thứ ba, mình không biết là trong suốt hơn 2 năm qua bạn có nghĩ đến người bạn trai cũ hay không. Ý mình không nói rằng là bạn còn tơ tưởng đến anh ta hay không, mà là bạn đã mang giọt máu của anh ta, đã sinh ra đứa con của anh ta. Nếu trường hợp xấu nhất bạn không thể giữ được hạnh phúc hiện tại của mình, thì mình cho rằng anh ta cũng là một nơi mà bạn có thể bấu víu. Nhưng nên nhớ là trong trường hợp anh ta vẫn còn độc thân bạn nhé.
Và đây cũng là cách để bạn kiểm chứng tình cảm của anh ta đã dành cho bạn đến mức nào. Xem anh ta ứng xử như thế nào khi biết sự thật này, đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã tin tưởng và cho phép mình được chia sẻ câu chuyện của bạn. Quả thật là một trường hợp khó, nhưng mình hy vọng là bạn sẽ có quyết định đúng đắn nhất và có thể nhận được sự tha thứ và bao dung của chồng bạn. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc nhé! Các bạn thân mến, có rất nhiều bạn nam, những người đàn ông xem video này. Nếu có thể, mình hy vọng là mọi người đưa ra những quan điểm, những góc nhìn của những người đàn ông. Có thể các bạn sẽ có những giải pháp tốt hơn, trọn vẹn hơn để giúp đỡ người phụ nữ này nhé. Video tối ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.